Có ai cần tiền không tôi cho. Này, cô bị điên thế à? Anh bị mù à? Không thấy tôi đang cho tiền à? Cô cho tiền thì kệ cô chứ, liên quan gì đến tôi? Này, chẳng lẽ anh không thích tiền hay sao? Tôi chỉ thích ăn cơm thôi, tôi không thích tiền của cô. Không có tiền thì làm sao mà mua cơm được hả đồ ngu? Này, cô xúc phạm tôi nó vừa thôi. Tôi có thể xin cơm bằng chính từ tay của tôi nhá, không còn tiền của cô đâu. Một cọc chưa đủ thì ba cọc. Đi theo tôi, số tiền này sẽ là của anh. Cô nói thật chưa? Tôi nói được, làm được, anh cứ yên tâm. Đi theo tôi. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cơm thôi, nhá. Đồ ngu, đi thôi. Anh thấy chỗ này thế nào? Cũng bình thường. Mà cô gọi tôi theo cô làm gì đấy? Anh là tên ăn mày lạ nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi. Ơi, thôi không được đâu. Tôi còn chưa có cái mảnh tình vắt vai nào. Với lại nhá, tôi cũng có tiêu chí tuyển người yêu của tôi. Người yêu của tôi phải xinh đẹp này, hiền lành, dịu dàng. Chứ còn cô ấy... thôi tôi không làm người yêu của cô đâu. Anh nhìn tôi kỹ đi, tôi không xinh đẹp hay sao? Mà anh nghĩ tôi thích anh ấy hả? Ừ. Không có đâu. Tôi chỉ nhờ anh đóng giả làm bạn trai của tôi thôi. Chứ anh nghĩ tôi quen một người nghèo như anh ấy hả? Mà đóng giả là sao? Chuyện là thế này. Bố mẹ tôi cho tôi tiếp quản công ty này. Nhưng mà dạo này đang gặp một chút trục trặc. Với lại bị công ty đối thủ chèn ép. Bố mẹ tôi muốn tôi quen giám đốc bên đấy. Để vừa hợp tác lợi nhuận cả hai bên. Nhưng mà tôi thì không thích. Tôi thì tốt quá rồi còn gì nữa. Cô chỉ việc quen anh ta là xong. Không được. Hắn ta là một tên đê tiện. Mỗi lần mà tôi gặp hắn ấy là tôi nổi hết cả da gà. Tôi không thể nào quen hắn được. Với lại anh nhận tiền của tôi thì anh phải giúp tôi chứ. Chuyện này... Nhưng mà chuyện này chỉ là tôi giúp cô thôi nhá. Không được thì thôi đấy. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Mi ơi, Mi. Chị gọi em ạ. Đưa anh này đi tắm rửa đi, rồi thay đồ cho anh ấy. Chiều nay chị sẽ dẫn anh ấy đi ăn cùng với bố mẹ chị. Em biết rồi ạ. Mời anh. Khăn tắm của anh đây. Trong nhà vệ sinh có đầy đủ đồ dùng. Quần áo thì ở trong tủ, anh có thể dùng tự nhiên nhé. Tôi biết rồi. Khi nào xong ấy, nhớ quay lại phòng giám đốc. Anh ta đâu? Đang tắm rồi. Mà này, chị nghĩ sao lại đi dắt một cái tên ăn mày như thế về ra mắt bố mẹ thế? Biết làm sao được. Chẳng lẽ quen với thằng nam biến thái kia chắc? Thì ít nhất không giàu có thì cũng phải đẹp trai chứ. Đằng này chị lại dắt một cái tên dơ bẩn như thế về. Em nhìn có thấy nổi hết cả da gà đây này. Chỉ có ăn mày mới đi theo và nghe theo chúng mình thôi. Không thì em thử kiếm chị một người khác xem. Thì cũng làm gì có. Đấy, tên ăn mày đến rồi đấy. Vào đi. Mình đang tỉnh hay đang mơ ấy nhở? Này, anh ơi, anh tát tôi một cái cho tôi tỉnh lại được không? Này, anh làm trò gì đấy? Anh định giết người hay gì? Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Chị muốn nói chuyện riêng với anh ta. Vâng. Anh tên gì? Tôi tên Cường, còn cô? Tôi tên là Hà Anh, mong rằng chiều nay anh sẽ không làm tôi thất vọng. Cô cứ yên tâm. Sao giờ này mà bố mẹ tôi vẫn chưa tới nhở? Tôi đi vệ sinh một chút nhá. Đi đi. Sao anh đi nhanh vậy? Anh làm cái gì ở đây vậy? Sao anh lại không được ở đây? Ba mẹ em bảo bận, không đi ăn với em được.
nên là bảo anh qua đây ăn với em. Này, anh nói chuyện cho đàng hoàng vào, hôm nay tôi đi cùng với bạn trai của tôi đấy. Ai đây em? Đây là cái thằng biến thái mà hay vẽ ván em đấy. Thì ra là anh à? Tôi đã nghe nói với anh rất nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Khỏi cần bắt tay. Mà mày là thằng nào? Lấy tư cách gì để yêu hòa anh? Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Xin giới thiệu với mày, tao là giám đốc công ty ST. Mày không có tư cách để yêu hòa anh đâu. Nghe nói công ty của anh giàu lắm hả? Đúng vậy. Không những giàu mà là rất giàu. Công ty của anh mới thành lập một năm nay thôi, vậy mà phát lên nhanh như thế. Không lẽ là... anh trốn thuế à? Hay là làm những việc phi pháp? Cả hai. Anh không sợ tôi báo công an à? Mày cứ báo đi, báo thoải mái. Lấy bằng chứng ở đâu ra chứ? Đúng rồi, làm sao mà có bằng chứng được? Toàn bộ giấy tờ công ty của anh ấy đều ở bên Thái cả. Tôi nói đúng chứ? Sao mày biết được chuyện này? Anh nhìn đi, tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Bây giờ chỉ cần anh khai ra thôi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Đi! Mày làm gì đây? Thả tao ra! Cảm ơn cô đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác điều tra. Có gì mà cảm ơn chứ. Dù sao hắn cũng là công ty đối thủ với tôi mà. Thế nên tôi phải giúp đỡ nhiệt tình chứ. Với lại từ lúc quen anh, bố mẹ tôi cũng không ép tôi xem mắt với ai nữa. Cũng đúng. Mà cô vẫn chưa có người yêu đúng không? Vậy cô thấy tôi thế nào? Nhìn qua thì cũng có nhiều bí ẩn đấy. Chắc phải cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Vậy em có thể cho anh thời gian được tìm hiểu em được không?